Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cowboy Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi thực hiện thử thách đối với cầu thủ tiền vệ đó là Gray McKay-Seven. Thay vì làm tiền vệ như mọi khi, hôm nay thì McKay-Seven sẽ được đưa về làm thủ môn thay cho Alisson Becker và chúng ta cùng đi tìm đối thủ để thực hiện thử thách làm thủ môn của Gray McKay-Seven. Đây là đối thủ của chúng ta để thực hiện thử thách làm thủ môn ngày hôm nay của Gray McKay-Seven. Và xin mời anh em cùng bước vào hiệp 1 hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu. Trong hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ Cowboy Gaming bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục là áo đỏ quần xanh. Còn đội bạn là đội bóng bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với trang phục là áo màu xanh da trời và quần màu xanh da trời. Và phát bóng lên đến từ vị trí của McKay-Seven. Và liệu rằng hôm nay thì thủ thành bất đắc dĩ của chúng ta có thể giữ sạch mảnh lưới cho đội nhà hay không? Người đang có bóng đó là Cristiano Ronaldo. Vừa rồi thì Ronaldo đã vượt qua hàng hậu vệ bên phía Cowboy Gaming và đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 15 của trận đấu. Như vậy thì McKay-Seven đã phải vào lưới nhặt bóng. Mohamed Salah là người có bóng, một pha đi bóng và dứt điểm rất tự tin của Mohamed Salah. Cú dứt điểm ăn vào má ngoài quá nhiều. Son Heung-min là người có bóng nào, một pha đi bóng tương đối tự tin của Son Heung-min. Đây là Erling Haaland, một pha căng ngang bên trong rất tốt và Messi đã bỏ lỡ cơ hội để có cho mình bàn thắng gỡ hòa một đều. João Cancelo là người vừa có pha xuống bóng dành đến cho Neymar, cơ hội để cho chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Nhưng vừa rồi thì Ruben Dias là người đã cắt bóng thành công ở pha bóng vừa rồi. Vừa rồi thì McKay-Seven đã có một tình huống ra vào hợp lý và anh đã bắt gọn bóng trong tay. Đây là Neymar, một cơ hội để cho chúng ta có bàn thắng đang tới. Một đường truyền vào bên trong hướng tới vị trí của Lionel Messi. Một cú dứt điểm vừa rồi của Messi thì đã mang về bàn thắng cân bằng tỷ số 1 đều. Pha giao bóng đến từ các cầu thủ đội bạn. Luka Modric là người có đường truyền. Vừa rồi là một tình huống bắt bóng tương đối tốt đến từ McKay-Seven, anh lại cứu cho đội bóng của đội nhà một bàn thua. Nhưng ngay sau đó lập tức có bàn thắng tiếp theo, người lập công đó là Cristiano Ronaldo. Và giao bóng đến từ các cầu thủ Cowboy Gaming và hiệp một tạm thời kết thúc với tỷ số là... Vâng, như vậy thì bất ngờ đội bạn đã bỏ chạy và trận đấu thử thách làm thủ môn của McKay-Seven đã kết thúc với tỷ số 3-2. Chúng ta đã có một chiến thắng bất ngờ. Cảm ơn anh em đã đón xem video và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cowboy Gaming nha. Bye bye anh em.